Vừa qua tại Seoul, Hàn Quốc, nhóm nhạc nam EXO đã cho ra mắt album thứ 3 mang tên Exact. Lần này thì EXO đã khá ưu ái với fan hâm mộ tại Trung Quốc khi quyết định thực hiện một phiên bản riêng dành cho thị trường này. Exact gồm 11 ca khúc, trong đó hai single Monster và Lucky One được phát hành cùng ngày với album. Do Young Soo cho biết Lucky One là ca khúc anh ưng ý nhất. Giai điệu của Lucky One và Monster hoàn toàn đối lập nhau. Lucky One là ca khúc được pha trộn bởi nhiều dòng nhạc, trong đó có R&B và funk. Tôi yêu ca khúc này bởi vì nó có thể mang lại một cảm giác tươi vui cho người nghe, dù bạn ở trên xe hơi hay ở nhà. Theo EXO, hơn 660.000 bản album đã được đặt mua trước đó, trong đó có 217.290 phiên bản Trung Quốc. Hai album trước của EXO cũng đã chạm mốc kỷ lục về doanh số. Chúng tôi đã thể hiện tất cả các ca khúc trong album này bằng tiếng quan thoại. Mặc dù phát âm chưa chuẩn xác, nhưng chúng tôi đã làm hết những gì có thể và hy vọng rằng các fan Trung Quốc sẽ đón nhận album phiên bản đặc biệt này.